Dạ Bùi Hải Vlog xin chào ông bà cô chú anh chị trên kênh của Bùi Hải Vlog sáng nay nha. Sáng nay Bùi Hải Vlog có mặt tại mộ của thầy hai cô chú anh chị. Đó, bây giờ dựng dù lên. Bây giờ đèn trời mưa tắt lắm luôn rồi. Nè nước nó động bên góc bên đây nữa nè, thấy không? Thấy không? Bên đây nó khô queo à. Bên đây nước nó động bên đây nữa, thấy không? Bên đó bữa nào là có mưa cũng động bên đó. Nó bị nghiêng rồi, thiệt luôn á. Chắc cú luôn. Cú luôn. Chị lấy cái thau vô giùm mày nha. Lau cái bát của thầy sạch sẽ. Hôm qua như tối chiều không mưa ta? Mưa. Mưa cái mộ có nước không nè, thấy không? Anh đẩy lọt bắp ra đi. Dạ. Rồi lấy khăn giấy nè, khăn giấy. Lấy khăn giấy ướt á. Lọt. Lấy khăn giấy ướt, giấy ướt lau hình thầy. Còn khăn giấy khô lau mộ. Cái bắp này là thơm. Nè thấy không, nước nó động bên góc bên đây nữa nè, thấy không? Em nói bị nghiêng rồi, chắc cú luôn. Nó bị lúng cái chân bên đây nè, lúng cái góc bên đây nè. Em nhìn không giờ lầm á, thiệt. Ngõ thấy không? Lúc nào bên đây trời mưa, nguyên một đám mưa xong xuôi là bên kia khô queo, là bên đây đọng nước lại góc bên đây. Hết phân 24 giờ hả? Rồi hết đi, để chiều mua. Cái chị lấy đồ chị, cái nào hết chị nói với em dùm cái nha. Để em biết em đi mua. Mua đem vô có thì đốt cho thầy. Thì thầy ở đây có một mình. Tội nghiệp thầy. Còn ở trên cậu ở chảnh mà hết này hết kia là không có tới lượt mình mua đâu. Mà cũng có khán giả Mạnh Thường Quân gửi tiền cho hàng điếm đi mua à. Hàng điếm giờ thấy em, hàng điếm mới sợ đó. Kêu nó thủ tiền rồi đó, thủ kêu ghệ nó gửi về cho nó, ghệ nó ở nước ngoài gửi về cho nó 30 triệu sẵn đi. Thằng nó đi thay hầm lăng mới. Bữa nào nóng lên là cho đi thay hầm lăng mới á. Em ghét ai mà rồi lớn lớn hơn em mà nói chuyện trời chuyện đất. Em mà cái nào phải ra cái đó đàng hoàng chứ, mà lớn hơn em nói trời nói đất em ghét dữ lắm. Nói chuyện không có á. Chuyện mình có một cái chuyện mà dạng như là gì chứ không, cái kiểu dạng như là bất cần đã đời của cuộc mình cần đó, thấy chưa? Y như là giờ có Mạnh Thường Quân rồi đó, giờ không có cần gì tới ai nữa. Cái cây này nó tụt hay đi trời, cây của mày đi mày á. Ờ thấy càng ngày càng tụt xuống đó. Mua cây mới đi. Tiền đâu mua? Tại không có ăn, nó sáng thấy ăn mì ly không, không chiều phải về đi ăn cơm ké nữa. Sáng ăn mì ly, chiều về đi ăn cơm ké.
tiền đâu mà mua cây này cây kia, quay không có view. Dạ mũi dữ vậy trời, hết mũi thì tới kiến á. Lao với chân người tiểu. Mấy con kiến với này nó cũng biết chứ bộ, biết chỗ nó ở đúng không? Nó biết thầy tu hành không có sát sinh đó, nên nó bu ở đây rồi. Còn ở trên mộ cậu đâu có con kiến nào đâu. Trời ơi. Đi ra chỗ khác đi mấy má. Mấy má bu theo má cắn hoài. Mấy cái chung thầy bị mẻ là chắc mua mốt mua mấy chung mới quá. Mẹ. Mẹ đúng không? Mẹ trắng đó. À trên đầu nè. Để đi. Vậy bữa nó đi mua mấy cái chung mới thay cho thầy. Rồi để chút xíu nha, chạy là chạy là quải hỏi coi mấy có mấy chung vàng vàng giống vậy không, mình mua. Thầy dùng đỡ đi thầy ơi, để chút chị cái máy em cài, chị kéo cái máy em cao lên xíu coi cái cây sao tuột hoài. Rồi để đây, để vậy được rồi. Chút đi mua nhang 24 giờ sẵn à, hỏi ra có mấy cái chung nào vàng vàng vậy. Mua ba chung mới, chung bị mẻ. Đó mới vừa lao qua. À bây giờ như là mới lao cái bàn cho thầy ngồi. Là ông ông thầy kìa. Ăn uống rồi, bàn rồi. Anh em lao. Cái hũ này à, khăn giấy nhỏ đúng không? À, mai mốt mua cái hũ khăn giấy giống vậy mà bự. Trời ơi, bay theo hoài vậy ta. Cắn ghê hồn, bữa nay sao cắn dữ vậy em biết. Thấy nghe mùi thơm đập không kịp luôn á. Gì vậy? Chị lai thọt tay vô, chị lau trong quá trời rồi. Nghe nói Cà Mau xa lắm. Dạ. Quẹt quẹt
lớp lớp. Mới sáng mắt giật rồi ta. Được mắt trái. Có tiền hả? Hay là chút quên đánh đếm. Ở nhà lao mộ mới vừa xong hai cô chú anh chị. Giờ chuẩn bị hấp nhang. Thầy buổi sáng. Giờ đếm nó thấy em nó né không, đâu dám sáp lại. Xạo tôi ghét lớn mà nó chuyện trời đất với tao. Sáng nay thì thời tiết không nắng không mưa, âm u cả nhà, mũi quá trời luôn. Hôm nay sao mũi nãy đứng nãy giờ chích. Chích nãy giờ dựng luôn. Chích nãy giờ mấy tí mấy lít máu rồi. Chú tiểu thì cũng mới vừa thắp hương xong rồi. Nó bảo số 9 là gì đó. Dạ. Lên kịch bản cho tao mày. Đây luôn hả? Bên kia em lại. Kia là lên kia. Đi đi, đi làm kịch bản đi. Trời mới sáng u ám dữ vậy ta. Đó, thôi giờ hạ cái dù xuống đi để chút mưa bất ngờ. Chút xíu mình xuống cái mình dựng lên. Hạ dù xuống tí xíu đi. Nè chị.
Dạ, Bùi Hải Vlog cũng xin kết thúc video tại đây. Cô chú anh chị xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog nha. Và trước khi kết thúc video, Bùi Hải Vlog cũng chúc cho ông bà cô chú anh chị một buổi sáng thật nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài phát lộc, toàn sự như ý. Và một lần nữa, Bùi Hải Vlog xin chào và hẹn gặp lại ông bà cô chú anh chị.